giờ anh con Linh đã ready chưa ạ? Chưa. À, không biết chị đã chưa hát không biết chị à, không hiểu sao không thấy ai ghi tên Lệ cho đó. Dạ, để mời Lệ nha, cảm ơn thấy Member tiền anh Phương có đóng tiền sao hát kìa. Dạ, xin mời Lệ. Xin mời vợ yêu quan tâm. Dạ, mùa Giáng sinh đây. Dạ. Đây, đây, đây. Dư âm mùa Giáng sinh. Rồi. Ai?